tình thương mẹ cho con mênh mông như vũ trụ. Con nở hoa tươi nụ, mẹ khô cằn thân cây. Mẹ vẫn chẳng lung lay trước cuồng phong bão tố. Mẹ hiền nuôi con qua năm tháng biết bao bề dâu, mỏi mòn tâm thân nhưng trái tim mãi luôn rộng lớn. Mẹ hiền con ơi, biết bao giờ con đền đáp cho vừa tình yêu cao vời tròn đầy mẹ đã hiến dâng cho đời. Ôi mẹ của con suốt một đời đau thương nhọc nhằn, cho con nên người mẹ đã hao mòn tâm thân. Ôi mẹ của con, nghĩa tình mẹ như nước tràn biển rộng, nguyện luôn khắc ghi trong tim con mẹ mãi là muôn đời. Chọn tình yêu thương vai mang gánh gió mưa dầm sương, lệ tràn đắng môi nhưng khó khăn vẫn không từ chối, để lại cho con phút an bình nên mẹ đã quên mình. Ngàn nỗi ưu phiền tròn đời mẹ nào dám mong đáp đền. Ôi mẹ của con suốt một đời đau thương nhọc nhằn, cho con nên người mẹ đã hao mòn tâm thân. Ôi mẹ của con, nghĩa tình mẹ như nước tràn biển rộng, nguyện luôn khắc ghi trong tim con mẹ mãi là muôn đời. Làm sao con quên được người mẹ đã sinh con, cho con bú, ấp ủ, ấm bồng và hôn trên má con mỗi đêm, dìu con vào giấc ngủ, thức với con suốt năm canh, vất vả trọn đời vì con. Mẹ hiền nuôi con qua năm tháng biết bao bề dâu, mỏi mòn tâm thân nhưng trái tim mãi luôn rộng lớn. Mẹ hiền con ơi, biết bao giờ con đền đáp cho vừa tình yêu cao vời tròn đời mẹ đã hiến dâng cho đời. Ôi mẹ của con suốt một đời đau thương nhọc nhằn, cho con nên người mẹ đã hao mòn tâm thân. Ôi mẹ của con, nghĩa tình mẹ như nước tràn biển rộng, nguyện luôn khắc ghi trong tim con mẹ mãi là muôn đời. Nguyện luôn khắc ghi trong tim con mẹ mãi là muôn đời. Nguyện luôn khắc ghi trong tim con mẹ mãi là muôn đời. Nguyện luôn khắc ghi trong tim con. Thank you.
anh nhá. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Kính thưa cộng đoàn, niềm tin của người Kitô giáo dạy cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng con người hữu sinh tất hữu tử. Nghĩa là có ngày tôi sinh ra các tiếng khóc chào đời, thì sẽ có ngày tôi đắm mắt nhìn đời. Đó là điều đương nhiên của kiếp con người. Với bà trưởng Maria, hôm nay đến đây với bà làm thánh lễ cuối cùng, đến đây để tạ ơn Chúa, đến đây để tạm biệt, vĩnh biệt mọi người. Bởi vì Chúa đã ban cho bà hơn kém 86 năm là con cái Chúa. Thế nhưng mang thân phận là một con người, không ai trong chúng ta tránh hết được những lầm lỗi, những thiếu sót. Vì vậy tất cả mỗi người chúng ta chia sẻ với gia quyến, với gia đình trước sự ra đi của bà Maria, và cũng là hiệp dân thánh lễ này rất sốt sắng để thay cho bà tạ ơn Chúa và xin lỗi Chúa vì tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót. Nếu bị yếu đuối lẫn lầm cách nào đó, thì xin Chúa mở rộng lòng thương xót thứ tha và sớm đón đưa bà Maria về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và xin Chúa ban niềm an ủi cho mỗi người chúng ta, những người còn ở lại tiếp tục cuộc hành trình đức tin nơi dương thế. Để những ý nguyện chúng ta dâng để Chúa thương chấp nhận, giờ đây chúng ta cùng nhau thành tâm sám hối. Tôi thua nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Bài chính sách khôn ngoan, người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ vì tuổi họ đáng kính, không phải bởi sống lâu, cũng không được do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc vàng, sống không tỷ ố đã sống họ. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi.
nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã dẫn họ đi, kẻo trí con họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa, vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện, và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác. Người công chính nên hoàn thiện chỉ trong một thời gian ngắn, thì kể như đã hoàn tất mọi sự nghiệp lâu dài. Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa, nên người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác. Người đời thấy thế mà không hiểu, họ không nghĩ được rằng đó chính là cách người ban ơn, thương xót những kẻ người tuyển chọn và biến tâm các thánh của người. Đó là lời Chúa. Là được chìm dìm vào trong cái chết của người sao?
vì được dịp vào trong cái chết của người, chúng ta cũng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết, nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời người sống mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một cùng với Đức Kitô, nhờ được chết như người đã chết, thì chúng ta cũng được nên một với người, nhờ được sống lại như người đã sống. Chúng ta biết rằng, con người cũ nơi chúng ta bị đóng đinh, vào thập giá nơi Đức Kitô. Cũng như vậy, con người là do tội lỗi thống trị, đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền tội lỗi. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn, tất cả chúng ta đều là những người có đức tin, và niềm tin Kitô giáo dạy nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng từ khi mà có con người trên mặt đất cho đến hôm nay, chưa ai thoát khỏi cái chết. Thế nhưng vấn đề là chết ở đâu, chết lúc nào, trong hoàn cảnh nào, ở độ tuổi nào, thì không ai trong chúng ta có thể biết trước được. Chỉ biết một điều rằng chắc chắn tôi sẽ phải chết. Trong kinh bổn trước đây chúng ta học, giáo lý hỏi bốn sự sau là những sự gì? Tất cả mọi người chúng ta đều phải qua bốn cái cửa ấy. Bốn sự sau là những sự gì? Thưa, đó là chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. Chết thì đó là điều hiển nhiên rồi. Thế nhưng mà sau khi nhắm mắt lìa đời, thân xác thì để lại nơi trần thế, được gửi lại vào lòng đất này. Còn linh hồn thì đi đâu? Giáo lý cũng trả lời cho chúng ta rằng linh hồn sẽ đến trước tòa Chúa Giêsu
để chịu phán xét. Ai cũng phải phán xét. Đây được gọi là cái cuộc phán xét thứ nhất. Vậy thì vấn đề được đặt ra là phán xét về cái gì? Bây giờ Chúa sẽ hỏi chúng ta, hỏi về cái gì? Không phải là Ngài hỏi xem là sống được bao nhiêu năm ở trần thế, rồi không phải là Ngài hỏi xem là được bao nhiêu những cái thành công ở trên khi còn sống ở trên dương thế. Ngài không hỏi những cái chuyện đó, mà Ngài sẽ hỏi về cái quãng thời gian mình sống ở nơi dương thế này với bao nhiêu là những ơn ban của Ngài, và chúng ta sử dụng những ơn ban ấy như thế nào. Trong Thánh Kinh thì đã có lần Chúa nói với các tông đồ rằng khi mà ta đói thì các ngươi đã cho ăn, khi ta khát đã cho uống, vân 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 vân. Nghĩa là Chúa sẽ hỏi chúng ta về đức bác ái. Bác ái với Chúa, bác ái với tha nhân, bác ái với chính mình. Bác ái với Chúa nghĩa là mình biết sống và chu toàn lề luật Chúa và hội thánh, biết làm việc thờ phượng kính mến Chúa, biết tuân theo lề luật của Chúa. Rồi đối với tha nhân có nghĩa là mình phải sống điều Chúa dạy, là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Rồi mình biết sống bác ái, yêu thương tất cả mọi người. Mọi người đều là anh chị em với nhau, có chung một cha trên trời. Rồi bác ái với chính mình có nghĩa là mình nhìn nhận con người của chúng ta, như Thánh Kinh đã nói, con người là hình ảnh của Thiên Chúa, là đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa ngự trị. Đấy, Chúa sẽ xét hỏi chúng ta về cái đức bác ái. Thế nhưng mà thân phận là một con người, không ai trong chúng ta có thể tránh hết được những lầm lỗi, những thiếu sót. Thế nhưng khi cái chết nó đến rồi thì tự thân người đã ra đi. Giờ đây họ không thể làm được gì cho chính họ nữa. Sau khi mà chị phán xét lần thứ nhất, linh hồn của người thân của chúng ta sẽ đi đâu? Đến cái cửa thứ ba, đó là vào cái nơi được gọi là thanh luyện. Mà giáo lý vẫn dạy chúng ta rằng đó là luyện ngục. Khi mà người thân của chúng ta vào trong đó thì vẫn còn có cơ hội để được hạnh phúc bên Chúa, ở đấy để được tiếp tục thanh luyện. Vậy thì cái thời gian thanh luyện ngắn hay dài cũng không phải là người chết quyết định, linh hồn của người đã ra đi quyết định, mà lại là nhờ vào những người thân thiết của mình khi họ còn sống ở nơi dương thế. Rồi thì cậy dựa vào giáo hội, cho nên là giáo hội trong một năm 12 tháng dành riêng một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người đã chết. Đó là tháng 11 dương lịch, được gọi là tháng cầu hồn hay là tháng cầu cho các linh hồn. Rồi phải nhờ vào đâu nữa? Nhờ vào con cái, cháu chắt, những người thân yêu họ còn sống ở nơi dương thế này. Nhờ vào cái việc gì? Cũng dựa vào lề luật của Chúa. Họ biết sống yêu thương, biết sống đùm bọc lẫn nhau, biết sống mặn mà tình anh em, rồi chọn xóm đổi họ hàng, rồi biết làm điều những việc lành phúc đức, rồi năng xin lễ cầu nguyện cho những người đã khuất, nhất là người thân của chúng ta. Coi đó như là một cái món quà để gửi tặng, để rút ngắn cái thời gian thanh luyện của người thân chúng ta, để rồi họ được hưởng ánh sáng tôn nhà Chúa. Sau khi mà đã thanh luyện xong thì đến cái cửa thứ tư là con người chúng ta đi đâu? Một là được hưởng hạnh phúc bên Chúa, hai là phải trần luôn muôn kiếp muôn đời. Vậy thì chúng ta chọn lựa cái gì? Mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ an táng để cầu nguyện cho một người đã qua đời, chúng ta hãy nghĩ về giá trị của thời gian, giá trị của ơn Chúa. Chúng ta hãy nghĩ về thân phận của con người, cái giới hạn của con người, cái sự bất toàn của con người, cái sự mong manh của con người, để rồi mình biết dùng những phút giây của hiện tại này để chuẩn bị cho ngày chúng ta cũng sẽ nhắm mắt lìa đời, giã từ trần thế, để lại tất cả chẳng mang theo gì. Chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho bà chủ Maria,
Nếu vì yếu đuối lỡ lầm cách nào đó, thì xin Chúa mở rộng lòng nhân từ thứ tha, nhờ công nghiệp của thánh lễ Misa, nhờ những lời kinh, nhờ những hy sinh của chính mỗi người chúng ta. Xin Chúa mở rộng lòng thứ tha và sớm đón đưa bà Maria về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Và xin Chúa cũng ban điểm an ủi cho mỗi người chúng ta, những người còn ở lại, tiếp tục cái cuộc hành trình đức tin ở nơi dương thế này. Chúng ta biết sống cho Chúa, biết sống cho tha nhân, biết sống cho lý tưởng, biết sống cho phần rồi đời đời, để con người chúng ta luôn được sống đẹp lòng Chúa, sống đẹp lòng người. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho mỗi người chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Cha đã phục sinh Đức Kitô từ trong cõi chết và cũng sẽ cho thân xác yếu hèn của chúng ta được sống lại trong ngày sau hết. Với niềm hy vọng đó, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Chúa chính là nguồn sống và ơn phục sinh của chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi thành phần trong hội thánh biết chết đi cho tội lỗi để được sống lại trong Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nuôi sống chúng ta bằng bánh bởi trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai đang tìm lẽ sống được ơn đức tin để họ biết trong đời này kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi Đức Kitô khi người hấp hối. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương lo dành nước mắt và nâng đỡ những ai đang đau buồn vì tang thương, như Chúa đã an ủi tâm quyến của Lazaro. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống và người chết, đã cho Đức Kitô sống lại nhờ dưới nguồn cứu độ qua thánh lễ này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho linh hồn Maria được hướng lòng Chúa xót thương và được sống muôn đời bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha dòng lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho bà Maria được hưởng vinh quang nước Chúa, và cho chúng con mai sau cũng được sum vầy cùng các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đầy đầy đấng bay thương con, kia chúng trên thánh diệu nhân, con xin dâng về ngài Chúa nhân lành, xin được đón nhận ngày qua với những đam mê chìm trong bóng tối buồn nhớ, quên đi ân tình vô bến vô bờ, bao năm con đã quen sống ngừng thờ. Nguyện xin Chúa hay bao dung, dù thương xóa hết nỗi lòng, dìu con đến bên
Anh chị em hãy cầu nguyện để hình ảnh của tôi cũng là có anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lạy tế này trong ngày an táng bà Maria. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương đến người qua cô. Nếu vì yêu đôi lỡ lầm mà tôi tơ Chúa đây, hãy còn mang vết nhớ tội lỗi. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết, hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
Xin nhớ đến tôi thơ Chúa là Maria, mà hôm nay Chúa đã gọi ta khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chỉ nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thân người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày tương lai của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Này Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Con cao thơ, nhìn đến Chúa đứng con làm con.
Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, nhờ thánh lễ chúng con dâng, xin cho người con của Chúa là bà Maria hôm nay đã lìa cõi thế, được mau thánh Đức Kitô rửa sạch lỗi lầm và được hưởng niềm hoan lạc trong ngày phùng sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, trong khi thi hành nhiệm vụ chôn cất thi hài này theo truyền thống Công giáo, chúng ta biết rằng mọi vật đều phải trung thành sống cho Chúa. Vậy chúng ta này xin Chúa cho thi hài tôi tớ Chúa là Maria mà chúng ta đang chôn cất vì xác thịt hư nát, nhờ quyền năng Chúa được sống lại trong hàng ngũ các thánh, và cho linh hồn tôi tớ Chúa được sum họp với các thánh và những người đã tin Chúa. Nguyện xin Chúa mở lượng nhân từ trong khi xét xử, để tôi tớ Chúa là Maria được cứu độ và giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi. Chúa Kitô là đấng đã kêu gọi bà, xin người đón tiếp bà, xin các thiên thần dẫn đưa bà vào lòng ấm đá, xin hãy đón tiếp bà. Xin phó dâng bà Maria trong tay cha, xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn bà Maria sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng tôi khẩn nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa là Maria và cho chúng tôi đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tớ Chúa là Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mẹ Chúa chúng con vì giờ thánh cha, xin Chúa chúng con trao khỏi về thù nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Thank you.
đến cuối của đời sống và từ tôi tới ý nghĩa của đời sống. Ngồi ở chỗ đi.